Tập 1. Sau khi Nhật Bản xâm lược Thượng Hải, Trung Quốc đã thành lập tổ chức đặc vụ Mai Cơ Quan ở Thượng Hải, đồng thời với sự phối hợp của số 76 nổi tiếng tàn bạo, triển khai thanh trừ triệt để các tổ chức chống lại chúng ở Thượng Hải. Trung Quốc, tháng 11 năm 1944. Sống hắn. Dừng tay! Sau khi điều tra, đã chắc chắn có người cố ý phá hoại cầu dao. Có lẽ là đồng bọn của nạn nhân. Người không phải nhân viên công tác và từng xuất hiện ở phòng cung cấp điện là một người phụ nữ. Nhìn rõ tướng mạo chưa? Không, chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Trước tiên kiểm tra tất cả phụ nữ trên thuyền. Vâng, lập tức đi điều tra.
Mọi người mau lên, mau lên, nhanh lên, nhanh, nhanh lên. Tìm kiếm tất cả phụ nữ độc thân. Dân, cô chỉ có một mình sao? Không phải, tôi đi cùng con tôi. Cô lên thuyền một mình à? Cô lên thuyền một mình sao? Chào anh. Đây là bạn của tôi. Bạn bè gì? Là vợ sắp cưới của tôi. Xin lỗi sếp. Vẫn chưa biết tên của cô. Tôi cũng không biết anh, càng không biết bọn họ. Tôi tưởng tôi khác với họ. Nếu như tủ lượng của tôi vượt trội so với anh, có thể nội dung chúng ta nói chuyện có thể mở rộng hơn một chút. Được, vậy quyết định thế nhé. Phục vụ. Xin chào. Phiền anh giúp tôi dìu bạn tôi về phòng. Được rồi.
Con trai, chiếc đồng hồ đeo tay này, con nhất định phải nhớ kỹ nó. Hung thủ có một chiếc đồng hồ đeo tay giống hệt với nó. Tông Ngạo, nuôi con. Con ơi, cảm ơn, có duyên gặp lại. Sĩ quan Lương, sao anh lại ở đây? Khách trên thuyền đều đi hết rồi, tôi chỉ có thể lên đón cậu. Đã đến Thượng Hải chưa? Đến một tiếng rồi. Tôi uống thêm mấy ly. Chúng ta đi. Ngoại ô Thượng Hải. Sở trưởng, chào mừng về nước. Trên đường có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Chúng ta đi thôi. Đội đặc biệt. Đúng, là tổ chức đặc vụ do Uông Tinh Vệ đích thân thành lập. Hai mạng lưới gián điệp dưới lòng đất đã tạo nên hai mạng lưới gián điệp ngầm. 12 đặc vụ xuất sắc, gồm cả người nhà của họ, tổng cộng có 25 người, đều bị chúng bắn hết. Trong đó có 6 đứa trẻ dưới 10 tuổi. Mấy lần ám sát của quan viên cấp cao quân đội ta đều có liên quan đến nhóm đặc biệt này. Đối mặt với tổ chức này rất kiêng dè, cho nên lệnh cho chúng ta phải đặc biệt nhằm vào một tổ chức bí mật trực tiếp nghe lệnh chỉ huy cấp cao. Ma Thiên, vậy có phải tôi có thể trực tiếp tham gia bóng ma không? Bây giờ anh không chỉ tiếp tục nằm dùng ở số 76, mà còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn đòi hỏi cậu phải hoàn thành. Tìm đủ mọi cách vào nhóm đặc biệt. Nhớ lấy, cậu là liên lạc duy nhất của tôi. Mọi nhiệm vụ của cậu sẽ do tôi trực tiếp giao. Thân phận của cậu đã nhập vào hồ sơ đặc vụ cấp cao của Ma Thiên. Ngoài tôi và Liễu Tắc, không ai biết thân phận của cậu. Dân, hãy nhớ khuôn mặt này. Cậu ấy tên Thẩm Khiếu, là người phụ trách của đội đặc biệt. Người này làm việc thận trọng, không bao giờ làm việc không chắc chắn, là cao thủ hàng đầu trong ngành này.
Thiên đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, liệu có phải bị lộ rồi không? Không đâu. Đây là tin tình báo mới nhất lớp 10 nhận được. Cậu ấy không thể nhận được tin nhanh như vậy. Cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện. Có muốn ngăn cản họ không? Đừng phá vỡ trạng thái bình thường cần có ở sòng bạc. Vị tiên sinh này, sắp rồi, đi thôi. Vẫn chưa vui lắm. Anh Phong, đã bắt được tay súng chưa? Đang truy bắt. Hàng Thiên sẽ không xuất hiện nữa. Báo tất cả mọi người bắt giữ hung thủ. Dân.
không được lên tiếng. Tất cả ngồi yên, nào. Ngồi đi, ngồi đi. Được rồi, xin giới thiệu. Đây là bạn học mới của chúng ta. Tự giới thiệu một chút. Tôi tên Hoắc Phi. Hoắc Nguyên Giáp đó. Hoắc Nguyên. Chim bay là chim bay, không chim bay là chim bay. Chào cậu. Tôi tên là Lục Phong. Chào cậu, tôi tên là La Vũ. Nghe nói cậu về nước rồi. Anh Panasonic, tôi đưa cậu tham gia một buổi tiệc tối nay. Tôi giới thiệu vài người cho cậu. Được. Để tôi giới thiệu, đây là học trò cưng của tôi, Lục Phong, vừa du học ở Nhật về nước. Đây là sở trưởng Thẩm. Rất vui được gặp sở trưởng Thẩm. Vị này là Tế Dân Trung, thống đốc ngân hàng Chase. Chào anh, hân hạnh quý tiên sinh. Chắc là món sushi ông thích nhất đã đến rồi. Tôi dẫn ông đi ăn thử. Tốt quá. Được. Sở trưởng Thẩm, trước khi chào hỏi nhàm chán, tôi có thể hỏi cậu vài câu. Được. Tôi sẽ cố gắng tìm ra đáp án khiến anh hài lòng. Tương lai tươi sáng ở Học viện Lục quân Nhật Bản, tại sao lại đột nhiên về Thượng Hải? Phụng lệnh về nước, quân bộ Nhật Bản đặc biệt phê chuẩn cho cậu nhập quốc tịch Nhật Bản. Tại sao lại từ chối? Tôi là người Trung Quốc. Làm nghề gì vậy? Lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng gặp cha mẹ. Trận chiến này cậu xem trọng bên nào nhất? Quốc dân đảng, đảng cộng sản, chủ tịch Ung? Tôi chỉ xem trọng
bên nào tốt với đất nước, bên nào tốt hơn. Bây giờ xem ra bên nào cũng không tốt. Mùi vị không tệ chứ, rất ngon. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là thư ký của tôi, Hoa Hướng Dũng, học sinh tài năng từ Mỹ về, ngôi sao đăng lên của ngân hà chúng ta. Đây là bạn cũ của sở trưởng Thẩm. Chào sở trưởng Thẩm. Chào cô. Đây là học sinh của tôi, Lục Phong, vừa từ Nhật Bản về nước. Chào anh. Xin chào. Ngồi đi, ngồi đi. Xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Chuyện ban nãy, cảm ơn. Có cơ hội thì gặp lại. Không có gì. Rất vui được làm quen với cậu. Thanh Y, mẫu tiền pháp trở về chủ cũ, đồng thời phá hủy hoàn toàn đội đặc mật số 76 Hoa Sơn. Thị trường chứng khoán thuận lợi không? Không tăng. Cổ phiếu Trùng Khánh giảm mạnh, chắc có thể mua vào. Lập tức sẽ được giá cao. Trái đất. Thành phố. Đại dương. Nghĩa. Mẫu tiền hợp pháp đã xuất hiện ở Thượng Hải, hãy chú ý. Tư liệu cô mang về quý giá quá. Tôi nhất định sẽ biểu dương khen thưởng cho cô. Trao vinh dự cho đồng chí đã hy sinh. Đây là thứ anh ấy dùng tính mạng để đổi lấy. Tổ quốc sẽ không quên anh ấy. Anh Phương, xe sửa xong rồi à? Thay má phanh, cái khác không vấn đề gì. Ê,
Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Cháu nhìn con gái như vậy bất lịch sự quá. Xin lỗi. Ở đây chưa từng thấy cô gái nào đẹp thế. Tôi còn tưởng là Tân Bốc nữa. Không phải Tân Bốc. Nói thật, Hoắc Phi chúng tôi nhìn thấy con gái là không biết nói chuyện. Chào anh, tôi là Quan Hướng Vũ. Chào cô, tôi là Hoắc Phi. Đây là tài liệu mà Quan Hướng Vũ lấy về từ du thuyền. Người này tên là Hàn Thiên. Ông ta là mật vụ của quân đội. Bây giờ trong tay hắn có một quân bài, chính là khuôn làm tiền pháp mà chính quyền Ôn Tinh Vệ hằng mong ước. Bây giờ ông ấy đang cầm khuôn này, đang tìm người mua. Nếu như khuôn đúc này nếu rơi vào tay người Nhật thì sẽ là một đòn giáng cực mạnh đối với kinh tế của Trùng Khánh. Tôi nói tới đâu? Đánh, dùng đòn tấn công, tập trung vào. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, cần hai người phối hợp hoàn thành. Biết rồi. Tôi giới thiệu một chút. Đây là trưởng phòng hàng của ngân hàng Trung ương, Hàn Thiên. Đây là cậu học trò cưng của tôi, Lục Phong. Ngồi, ngồi. Anh Hàn là bạn của tôi. Lần này đến Thượng Hải là vì một mối làm ăn. Thầy có gì nói thẳng là được. Cậu có thể nghĩ cách đưa anh Hàn đến một nơi không? Sau đó lại đưa nấy về. Thầy có nhiều cửa ở Thượng Hải hơn em. Chuyện này tìm người Nhật sẽ an toàn hơn. Anh Hàn là người bên Trùng Khánh. Lần này anh Hàn bí mật đến Thượng Hải. Việc cụ thể đợi sau khi chuyện qua đi, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích từ từ với cậu. Dân, cậu đi làm ở phòng 76 là năm nào? Tháng 10 năm 1939. Đi Nhật tập huấn mấy năm? Năm 1942 là học sinh được tuyển đặc cách đầu tiên, 2 năm. Sao cậu lại tham gia? Một người đồng hương của anh Đinh là bạn học của tôi. Khi nào có thể quay lại làm việc? Đợi thông báo. Báo đây, báo đây, đã phá được đại án 76. Mật vụ của quân đội bị xử bắn. Báo đây, báo đây. Cảm ơn. Báo đây, báo đây. Các người là ai? Ai phái anh đến? Nhiệm vụ của anh là gì? Mau nói đi. Không ai phái tôi đến. Tôi bị các người bắt đến đây.
muốn dùng mọi cách để vào được nhóm đặc biệt. Anh tên gì? Anh tên gì? Tôi hỏi anh một lần nữa, anh tên gì? Lục Phong. Ai cử anh đến? Nhiệm vụ của anh là gì? Mà nói đi. Không có khả năng. Anh ta khống chế được tác dụng của thuốc. Tiêm một mũi nữa. Đây là liều cao nhất rồi. Nếu như tiêm tiếp có thể tinh thần sẽ suy sụp. Chấp hành mệnh lệnh. Dân. Thêm một mũi nữa. Mau nói đi. Nhiệm vụ của anh là gì? Thank you.